trong lúc công phu tu tập, có những lúc con niệm Phật, tự nhiên là con muốn dừng câu niệm Phật, nhưng không dừng được, cứ thế ngồi niệm, không thoát được, muốn dừng không dừng được ngay. Con tu sai gì sao Thầy? Con tu sai gì sao Thầy chỉ dạy? Tâm con vẫn an, con muốn được trực tiếp gặp Thầy chỉ dạy con để công phu tu tập đúng và tinh tấn. Con nguyện phát được, con nguyện phát, con nguyện phát nguyện giải quyết, cái loằng ngoằng thế nào ấy. Và con phát nguyện, thế đây Thầy đọc đúng mà, đọc đúng cái chữ viết, con nguyện phát nguyện giải quyết sinh tử trong đời này, hoành tráng thế. Con thành kính tri ân công đức của Thầy chỉ dạy, con phát nguyện thôi, thì con nguyện phát nguyện nghe nó lùng củng quá. Con phát nguyện giải quyết việc sinh tử ngay trong cuộc đời này. À, không dễ đâu nhé. Nhưng mà thôi, dù sao nói được ra thế cũng là quý rồi. Nhưng mà đấy, chắc chính vì gì? Cái nguyện nó to quá, nhưng cái hành nó chưa đạt tới cái cảnh giới của nguyện. Cái nghiệp thì nặng, cái phúc thì mỏng, cho nên phát nguyện mạnh quá thì chẳng khác gì sức của mình gánh được có 50 cân. Mà mình tham, mình muốn gánh cả hai tạ, có gánh được không? Mặc dù mình gánh được là mình được. Người ta đấy bảo là đấy, vào cái núi vàng đấy, ông bà, anh chị, cô bác muốn lấy được bao nhiêu thì lấy, nhưng khổ cái sức mình nó chỉ mang được 50 cân thôi. Nhưng vì bảo là của cho không, cả cái núi vàng như thế biết bao giờ cho có duyên gặp lại. Cho nên mình tham, mình đào cả cái cục to gì cả tấn. Thế những người họ thấy sức của họ chỉ mang được 30 cân, 50 cân, họ lấy họ đi về hết rồi. Còn mình thì nghĩ là gì? Cả cái núi vàng như thế này mà không lấy thì sau này biết đâu, biết duyên bao giờ là có nữa. Cho nên lấy cả gì? Cả vài tạ, thậm chí cả tấn, và cho vào một cái tải thật to, buộc lại thật kỹ, cứ loay hoay, lăn nó còn không đi, huống chi là vác trên vai. Đường thì xa mà lại chập trùng núi đồi sông suối khe lạch khó qua. Ta không thể lăn bon bon như ở trên đường cao tốc được, cũng chẳng thể lăn hàng cái tải vàng hàng tấn, cục vàng hàng tấn từ trên đỉnh núi xuống dưới chân đồi được các quý vị. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Thờ ám tham và ngờ u ngu. Vừa tham vừa ngu khi không biết lượng sức gì, sức mình. Trong rừng sâu núi thẳm ấy có vô số những gì, những loại sư tử, hùm beo, rắn rết, xà yết vân vân. Mọi người đi về hết rồi, còn một mình ở lại để cứ loay hoay để tìm cách để mang cả cái khối vàng hoặc tải vàng nặng cả tấn ấy để về. Họ, mọi người họ về trước kệ họ, ta về sau một chút cũng chẳng sao. Nhưng các vị nghĩ xem, rừng hoang núi thẳm như thế, có một mình với cái cục vàng to tướng, cái tải vàng nặng trịch ấy, khi mọi người về hết rồi thì hùm beo xài lang rắn rết nó ngửi thấy mùi, mà có một mình trong đó để mình yên không? Tán thân mất mạng thôi các quý vị. Thầy lấy cái ví dụ này, không biết các Phật tử, chúng ta với Phật tử đưa câu hỏi và phát nguyện như thế có hiểu không? Hiểu thế nào? Lên đây kể xem nào. Hiểu được thì lên đây kể. Đây à, Phật tử lên kể à? Lên kể đúng không? Hiểu lên kể. Hôm qua Thầy kể cái câu chuyện của Thầy ngày xưa đọc tụng kinh Pháp Hoa đúng không? 4-5 năm trời thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa.
cảm được một chút duyên lành, cho nên nghĩ rằng mình là gì, mình tu cao hơn cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ba Xả Ba Đề, Gia Du Đà La Tiểu Khưu Ni vân vân trong hội Pháp Hoa rồi. Cho nên phát nguyện là thôi các vị đó không ở lại thế giới này, con Tỷ Khiêu Thích Đạo Thịnh hiệu pháp danh Thường Chiếu, hiệu Thường Chiếu Tự Pháp Tịnh, ở thế giới Sa Bà này là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế là vài bữa sau, vài thời gian sau, nghiệp nó đến nó phá cho đủ thứ luôn. May mà cái tâm cầu đạo nó còn gì, nó còn gọi là mãnh liệt, nó còn giữ được, không có để chết toi. Nhưng mà tí nữa bị tẩu hỏa nhập ma hai lần rồi đấy. Một lần là ngày xưa mới cạo tóc, thế là đọc thấy cái bộ Phật Học Phổ Thông ấy, thấy cái đoạn mà Hòa Thượng Thiền Hoa ngài viết cái đoạn mà ngồi thiền để mau thành Phật á, thế là đọc thấy một cái sướng quá. Hôm đó là cụ tổ chủ Hương cụ cũng đi dạy học, cụ không về chỗ Vạn Niên, sư phụ chủ Hương thì đi vắng, đi làm lễ. Thế bảo mau thành Phật như thế này thì đăng quét chùa, đăng bao sái, dừng lại hết. Thôi, sư phụ đang đi vắng, mình vào thất, mình ngồi một chút để cho gì, biết đâu trong giai đoạn sư phụ đi vắng là mình thành Phật. Cho nên là bỏ hết, không thể nói một chuyện kể 100%. Bỏ hết cái chuyện quét dọn chùa chiền lại, vào thất, ngồi từ lúc khoảng độ tầm 9 giờ sáng cho đến khoảng gần 12 giờ trưa. Ngồi trong thất đó, của cụ Hòa Thượng chủ Hương và cụ Vạn Niên đó. Ngồi trong thất đó được khoảng một tiếng sau mà cái bắt đầu là toàn bộ thân thể nó nóng như là lửa đốt, rồi như trăm nghìn vạn ức cây kim nó châm chích trên thân mình. Mà lúc đó vẫn cứ nghĩ là gì, mình phải vượt qua cái này mới thành Phật. Biết đâu chỉ trong một buổi sáng nay mình thành Phật thì sao. Cho nên cố gắng ngồi để vượt qua. Mà khi mà đến cái mức mà thân thể nó nóng, mà nó mồ hôi nó vã đầy ra, và trên thân thể mình nó kiểu như là nó gần như là nó không chịu được nữa, thì tự nhiên nghe thấy lời cụ Vạn Niên, cụ về, cụ gọi mấy đứa đâu hết rồi. Mình giật mình một cái, bắt đầu cụ gọi hết tên đứa này đến tên đứa nọ. Thằng Thịnh đâu? Thằng Thuần đâu? Thằng Quyết đâu? Ngày xưa cụ hay gọi thế, các cụ ấy gọi là thân như thế thôi, kiểu như thầy trò nó với nhau chứ không phải ý xấu gì đâu. Cụ gọi thằng Thịnh đâu, thằng Thuần đâu, thằng Quyết đâu, tức là ba anh em ở đấy. Hai vị kia thì nấu cơm dưới bếp, mình thì dọn ở trên nhà, phân công nhau. Thì lúc đó thì về mình bỏ bê tất cả mọi cái đấy, thất, ở trong thất. Nhưng lúc đó mình lại nghĩ là gì, bây giờ mà mình chưa chứng đạo, mà chưa chứng quả mà đi ra khỏi thất có khi bị điên. Cho nên vẫn cứ ngồi trong đó không nói năng gì. Cụ nghe thấy tiếng cụ quát, cụ gọi, nhưng mà mình vẫn cứ ngồi nhập thất, ở trong thất mình đóng cửa ngồi trong đó. Thế được một tí thấy cụ đập cửa thất thình thình nhá. Dạ, thấy mình đang ngồi trong đó. Lúc đó nghe đập thất, may mà mình cũng nhanh trí. Đang ngồi thiền nghe cụ đập thất một cái là mình bắt đầu gì? Mình giả vờ quỳ lên, giả vờ để lễ gì? Lễ Phật. Dân tộc đấy mà đối phó nhanh phết đấy các vị ạ. Thế là lúc đó là mình sợ thầy quá cho nên bật dịch quỳ lên để lễ Phật. Thế sư phụ ẩy cửa ra một cái thì mình đã bắt đầu quỳ lên bắt đầu lễ Phật rồi. Thế là cụ hỏi đi, bắt đầu cụ mắng thì bảo là thế con vừa đang đi, cụ bảo là thằng này mày làm gì trong này, bảo con đang đi dọn. Mày làm gì mồ hôi mồ kê nhã nhửa trên người như thế, mắt mũi nó đỏ bừng lên như thế. Dạ con vừa đi dọn cho nên con vừa chạy vào đây thì con vừa dọn xong con vừa lễ Phật cho nên con mồ hôi mồ kê. Lúc đấy mà bảo mình vào đấy mà ngồi thì thành Phật thì chắc là cụ tiêu cho chết toi luôn. Cụ cho mấy cái bạt tai, cho mấy cái bạt dép thì Phật chưa thấy có khi lại thấy gì. lại ăn mấy cái phất trần, ăn mấy cái bạt dép thì chết toi. Đây là nó nhanh trí bảo con mày đi dọn. Đấy,
từ lần đấy là lần lần đấy mà không có thì không nhân duyên không đủ mà không được cứu cái vụ đó thì đứt luôn rồi. Bây giờ thành ông Thịnh Hâm, thành Thịnh Điên, thành Thịnh Dồ, Thịnh Dở Hơi rồi đấy, Thịnh Gầm Gầm, Thịnh Gàn Gàn rồi các quý vị. Và sau này khi học xong năm 2006 cũng nhập thất một lần, cũng có cái trường hợp cũng cái kiểu kiểu như thế đấy, tâm tính lặng, mọi sự đều biết ABC này nọ, có thể xuất thần đi cảnh, thấy các cảnh giới khác, nghĩ là mình chứng đắc thần thông rồi, cho nên khởi một cái niệm tâm là gì, xấu ác thôi, liền là gặp hạn ngay. Nhưng may lúc đó là gì, lại ngày xưa đi học để nghe cụ tổ ở chùa Hương cụ nói rằng trong quá trình nhập thất mà tu tập mà gặp chướng duyên, gặp ma sự nó phá, để tránh khỏi tàu hỏa nhập ma đó, thì cứ bát nhã tâm kinh mà tụng. Nghe thế cụ nhớ lại lời cụ giảng ngày xưa như thế, lúc đó là liền cứ thế, cứ bát nhã tâm kinh là gì, tụng phải đến 108 biến bát nhã tâm kinh, thế là tâm tính dần dần nó mới gì, mới an định trở lại. Cho nên sau này các đệ tử của thầy á, thầy bảo là ai mà muốn nhập thất, thầy phải duyệt, phải thấy vị đó phải có cái công đức và có sự tu tập vững vàng thầy mới cho nhập thất, bằng không thì rất nguy hiểm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Trường hợp Phật tử này cũng khác gì đâu, đây mà là mới chớm thôi. Chúng ta phát nguyện vãng sinh là tốt, nhưng đừng có quá đà, phải lượng sức mình các quý vị, phải biết lượng sức mình. Đó, cái trường hợp này thầy khuyên là nên lượng sức mình. Nói như thế thì đủ hiểu qua câu chuyện đi vào núi tìm vàng đó, thì biết là vàng là quý, nhưng phải biết lượng sức mình để mang về, phải đi theo mọi người, chứ đừng có một mình một phách, một mình một kiểu, đừng vì lòng tham, đừng vì mong được hơn người mà khởi cái lòng tham, thì cho dù đó gì, tham danh, tham pháp cũng hỏng vậy các quý vị.